Gà chín cửa 50 triệu một con, biếu sếp được thăng chức, biếu nhà bạn gái liền được làm rể. Là người Việt Nam thì chắc chắn không ai là không từng ăn thịt gà, loại thực phẩm phổ biến bậc nhất ở Đông Lào. Tuy nhiên thịt gà thì cũng có this có that, có loại vài chục nghìn một cân nhưng cũng có loại giá đến vài chục triệu. Đất sắt ra miếng là thế, nên không phải giống gà nào cũng để lấy thịt một cách công nghiệp, mà còn có những giống chỉ dùng để làm cảnh, biếu tặng. Vậy đó là những loại gà nào? Hôm nay chúng ta hãy cùng xem nhà mình đã được ăn những loại nào dưới đây chưa nhé. Gà chín cửa. Gà chín cửa không chỉ là một loại xính lễ trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh các bạn đã biết, mà nó còn có thật ở ngoài đời nữa đấy. Loại gà này có đặc điểm nổi bật là có nhiều cựa, rất khỏe và chỉ có thể sống trong môi trường bán hoang dã, bởi nguồn gốc của chúng là từ một loại gà rừng đã được thuần dưỡng. Mào gà có màu đỏ tươi như máu, đuôi cong vút và rất mảnh, cùng đôi mắt sáng quắc. Vương quốc gà chín cựa là ở một xã miền núi Xuân Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Ưu điểm của giống gà này có khả năng kháng bệnh tốt, dễ nuôi, rất khôn, thậm chí có thể giữ nhà giúp chủ như một chú chó thực thụ. Đặc biệt, giá trị kinh tế do giống gà chín cựa mang lại rất cao nên được người nuôi chăm sóc kỹ lưỡng. Giá của một con gà chín cựa đủ chín cựa thì lên đến 40 đến 50 triệu đồng, dù rất đắt đỏ nhưng vẫn được các đại gia xếp hàng chờ mua. Đặc biệt, bạn nào mà đem đi biếu nhà bạn gái thì khả năng cao là được nhận làm con rể luôn, như trong truyền thuyết Sơn Tinh và Thủy Tinh đấy nhá. Gà đông tảo. Gà đông tảo hay còn gọi là gà đông cảo là một loài gà quý hiếm của Việt Nam, có nguồn gốc từ xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Vóc dáng cao to bệ vệ, loại gà này nổi bật với đôi chân to gấp 2 đến 3 lần giống gà bình thường, phủ đầy những lớp vảy sân sùi màu đỏ đậm, trông như những hạt bắp. Ngón chân dày xòe ra trông khá bắt mắt, cùng bộ lông dày và mượt khiến cho những dân chơi gà khó mà cưỡng lại. Khi trưởng thành, gà đông tảo thuần chủng nặng trên 4,5 kg đối với gà trống và trên 3,5 kg đối với gà mái. Có thể nói đây là một giống gà khá khó tính nhưng lại rất hoạt bát, nằm trong danh sách các giống gia cầm vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn ở nước ta. Gà đông tảo trưởng thành có giá từ 1 triệu đồng một con trở lên tùy theo con. Loại gà này có giá mềm hơn gà chín cựa rất nhiều nên không cần phải là đại gia. Ở đây có lẽ cũng nhiều bạn được ăn rồi đúng không nhỉ? Hãy bình luận hương vị của chúng để mọi người cùng hồi tưởng lại vị ngon của nó nhé. Gà kỳ lân khổng lồ. Trong một năm trở lại đây, dân chơi gà lại rộ lên phong trào nuôi gà kỳ lân khổng lồ, có nguồn gốc từ Mỹ, nổi bật với bộ lông phủ kín cơ thể và chạy dài cho đến móng chân, tựa như một chú kỳ lân, cùng bộ râu xòe rộng ra hai bên má. Chân có 5 ngón xòe ra như chân người, trong khi những con gà bình thường chỉ có 3 ngón. Gà mái thông thường có màu nâu và trắng kem, còn con trống có màu đậm hơn, lông đen nâu, màu chuối khô. Ưu điểm của giống gà này ở chỗ dễ dàng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt, sức đề kháng cao, kháng được bệnh tật nên khá được nhiều người nuôi gà ưa chuộng. Gà kỳ lân chủ yếu được nuôi để làm sinh vật cảnh, trong khi ở nước người, chúng được nuôi để lấy trứng và thịt. Gà kỳ lân trưởng thành có giá khoảng 25 triệu đồng một cặp, trên dưới 10 cân một con. Gà Bresse. Giống gà này được coi là quốc bảo của nước Pháp. Chúng được nuôi dưỡng tại vùng Bresse, khu vực miền đông nước này. Gà Bresse hay Bresse được mọi người biết đến từ những năm 1950. Khi đó, chính trị gia kiêm chuyên gia ẩm thực Jean-Artemi Brillat-Savarin từng ví đây là nữ hoàng của những loài gà và vua của các loài gia cầm. Giống gà này được nhiều đời Tổng thống Pháp ưa chuộng. Đầu bếp nổi tiếng Jean-Michel Cachet tại nhà hàng Autriche đặt chuẩn ngôi sao Michelin cũng thường sử dụng thịt gà Bresse để chế biến món ăn bởi chất lượng thịt thuộc hàng đẳng cấp thế giới. Hiện ở Pháp có khoảng 180 trang trại được cấp phép nuôi dưỡng gà Bresse và cho ra đời khoảng 20.000 con gà mỗi năm. Các giống gà tại đây đều phải có giấy chứng nhận mới được nuôi. Khác với những giống gà thông thường, gà Bresse được nuôi dưỡng theo quy trình vô cùng nghiêm ngặt. Thức ăn của chúng chủ yếu bao gồm ngô, tiểu mạch, phô mai khô, tất cả đều phải được trồng tại địa phương. Trong 35 ngày đầu tiên, thức ăn của gà được trộn theo tỷ lệ 700kg ngô, 300kg hạt lúa mì và 7% sữa khô. Công thức này giảm thiểu hàm lượng protein nhằm thúc đẩy các chú gà tự đi tìm thức ăn thêm như là cỏ, giun đất hoặc ốc sên để bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Chính bởi quy trình nuôi khắt khe và kỳ công đó mà giá trung bình cho mỗi cân gà Bresse rơi vào khoảng 40 euro. Gà Orpington. Gà Orpington có nguồn gốc từ Anh. Chúng được đặt tên theo thị trấn Orpington, Kent ở đông nam nước Anh.
phiên bản gốc của gà Orpington được lai tạo bởi William Cook vào năm 1886 là kết quả lai tạo của ba giống gà Minorcas, Langshan và Plymouth Rock. Đặc điểm của gà Orpington là tròn, ngoại hình đồ sộ và có bộ lông mềm, màu phong phú như là đen, trắng, xanh. Màu mắt của gà cũng phụ thuộc vào màu lông. Giống gà Orpington tiêu chuẩn là 3,6 đến 4,55 kg đối với gà trống và 2,7 đến 3,6 kg với gà mái. Trung bình một con gà mái Orpington có thể đẻ từ 175 đến 200 quả trứng mỗi năm hoặc hơn. Trứng của loài này có màu nâu nhạt và là một trong những loại trứng gà đắt nhất thế giới. Gà Lamborghini. Loại gà đen này có tên gọi Ayam Chemani hay thường được gọi với cái tên dân dã là gà đen Indo hay gà Lamborghini, một thương hiệu siêu xe nổi tiếng thế giới để chứng tỏ độ quý hiếm đắt đỏ của chúng. Hiếm và đắt bởi gà Lamborghini đen toàn phần, đến cả nội tạng và máu cũng đen. Chúng có nguồn gốc từ đảo Java, miền trung Indonesia và được nhiều đại gia trên thế giới săn lùng. Bên cạnh vẻ ngoài độc đáo, người dân Indonesia coi nó là một trong những loài vật nuôi đem lại may mắn cho chủ nhân. Một con gà Indonesia thường chỉ đẻ được 70 đến 80 quả trứng một năm, nhưng ấp nở thành công thì rất thấp, thường là nở không quá 50%. Hiện giống gà này có hai loại gà, lông xù và lông mượt. Người mua thường chọn gà lông xù để nuôi làm cảnh. Gà trưởng thành nặng 2 đến 3 cân, có giá khoảng 2.500 đô, tương đương với 55 triệu đồng một con. Thôi đắt thế này thì ai triển lãm mình đến xem cho biết, chứ cũng không có tiền mua đâu. Gà Silky. Trái với vẻ ngoài đáng sợ và đen xì như loài gà đen Lamborghini ở trên, giống gà Silky khiến cho người nhìn muốn bế ngay vì độ dễ thương của em nó. Điểm thu hút của chúng nằm tại bộ lông xù kỳ lạ, nhiều màu sắc, chỉ có lông tơ, không có lông vũ bao phủ khắp người, chỉ lộ chiếc mỏ xinh xắn tựa như một chú chó xù, khá là đáng yêu. Vì vậy, thật khó để có thể nhìn kỹ gương mặt chúng ra sao. Gà có tuổi thọ khoảng 9 năm, có thể sống trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhờ vào bộ lông mềm mại, dày và xốp, dễ chăm sóc nhưng lại khá chậm chạp và không thể bay nhảy như giống gà khác. Giới chơi gà săn Silky chủ yếu làm thú cưng bởi vẻ đẹp lạ lùng hiếm thấy. Hiện nay một con gà bố mẹ cũng có giá đến chục triệu đồng, gà con 2 tháng tuổi có giá bán 1 triệu đồng một con. Đúng là cute thế này thì ai mà nỡ ăn chứ, để làm cảnh thôi. Bạn nào mà bình thường thích chó bông hay mèo bông thì còn chần chừ gì nữa, tậu ngay em gà bông này về cho đủ bộ nhé. Gà vảy cá. Gà vảy cá Sebright còn có một cái tên rất sang trọng là gà đài cát, có nguồn gốc từ Anh, chủ yếu được nuôi để làm cảnh. Điểm đặc biệt nhất của giống gà này là bộ lông có hình thù như vảy cá cùng kích thước nhỏ nhắn, dáng cực chuẩn. Màu sắc độc đáo, đa dạng, hút hồn với vẻ đẹp thanh thoát và sang trọng rất riêng nên được khá nhiều người săn lùng. Ở gà trống, mắt và mồng gà đều có màu sẫm. Gà trống tốt phải có mồng phớt màu dâu tằm và viền mắt sẫm. Đa số gà mái có mồng trà màu dâu tằm hay tím sẫm. Nuôi gà vảy cá thì không cần tốn nhiều thức ăn vì chúng ăn khá ít. Đa phần chúng sẽ tự tìm thức ăn trong sân vườn. Giá thị trường của một cặp trống mái là vào khoảng 6,3 triệu đồng. Bộ lông của loài này đúng là rất độc lạ. Đem đi biếu sếp hay là người thân bạn bè thì đúng là chuẩn bài. Gà đuôi dài Nhật Bản. Gà đuôi dài Nhật Bản còn có tên gọi khác là gà Onagadori, có xuất xứ từ Nhật Bản, nổi bật với chiếc đuôi dài đến 7 mét. Một điểm khá thú vị của giống gà này là ở phần lông phụng, lông măng, lông mã đều phát triển đến suốt đời. Với chiếc đuôi dài độc đáo, kỳ lạ và đẹp mắt, nên người sành chơi gà thường săn đuổi chúng để nuôi làm cảnh rất đẹp. Gà trống trưởng thành nặng khoảng 2,5 kg và gà mái nặng 2 kg. Việc nuôi gà đuôi dài Nhật Bản cũng tương đối dễ. Có điều, chỗ ở của gà phải thiết kế những loại kệ cao riêng cho chúng nhằm ngăn ngừa hư hỏng bộ lông đẹp. Trên thị trường, gà trưởng thành có giá khoảng 2 triệu. Gà trưởng thành với bộ đuôi dài gần 7 mét thì có giá 65 triệu đồng một cặp, mức giá cao nhất cả nước cho một giống gà hiện nay. Gà vảy cá sư tử. Giống gà có nguồn gốc từ Hà Lan này có hai điểm nổi bật. Thứ nhất là ở bộ lông giống như vảy của loài cá. Thứ hai, lông trên gương mặt xù ra như cái bờm dũng mãnh của một con sư tử đực, che phủ cả gương mặt. Đặc biệt trên đầu không có màu như những giống gà khác. Thay vào đó là sự xuất hiện của cặp sừng trâu nên được giới săn gà vô cùng ưa chuộng. Việc nuôi gà vảy cá sư tử cũng khá dễ. Chỉ cần tận dụng góc nhỏ của khu vườn nhà hoặc mái hiên cũng đủ để nuôi một cặp đẹp mắt, lại thân thiện với gia đình. Giá trên thị trường khoảng 1 đến 4 triệu một con, cũng là một món quà Tết vô cùng sang chảnh. Gà tre Mã Lai. Gà tre Mã Lai hay gà Serama đều chỉ cùng một giống gà, có nguồn gốc từ Mã Lai,
được tôn vinh như gà thượng lưu, gà thành phố hay gà vương giả. Đây không chỉ là một loại gà quý hiếm chỉ được đếm trên đầu ngón tay mà còn gây ấn tượng về hình thể, dáng chuẩn sang, mang vẻ đẹp vương giả quý tộc với mao trích cánh sệ, đuôi xòe cánh quạt và thẳng một góc 90 độ so với mặt đất, tích gà tròn màu trắng. Được xem là giống gà nhẹ nhất thế giới, mỗi con gà Serama trưởng thành chỉ có trọng lượng từ 300 đến 500 gram. Tuy nhỏ bé, khó nuôi và rất tốn công tập luyện để có được dáng đứng chuẩn, nhưng những chú gà này vẫn được giới nuôi sinh vật cảnh Hà Nội và Sài Gòn yêu thích. Đặc biệt, để đúc một con gà được gọi là dáng chuẩn thì thời gian bỏ ra đến hàng chục năm. Vì vậy, giá một con gà tre Mã Lai trưởng thành có thể lên đến vài nghìn đô một con, khoảng 30 triệu đồng. Cũng bởi cấu trúc cơ thể đặc biệt, gà Serama dần được nuôi chỉ để tham dự các cuộc thi nhan sắc. Giá của những chú gà chiến thắng có thể lên đến 50-100 triệu. Gà Quý Phi. Chỉ nghe cái tên thôi, người ta đã mường tượng ra phong thái quý tộc của loài gà này rồi. Chúng có màu lông đẹp, mã sắc, màu đỏ tươi vô cùng nổi bật, có cấu tạo giống như quả Phật thủ, tích dài, mắt hồng, cựa sắc nhọn. Đặc biệt, gà Quý Phi có phần lông đầu phát triển dài nổi trội, vuốt ngược ra phía sau giống như các anh thanh niên vuốt kéo tóc vậy. Do có giá trị cao lại sở hữu mã ngoài đẹp lạ, gà Quý Phi được nhiều người có tiền chọn làm quà biếu trong các dịp lễ Tết. Gà Quý Phi có màu lông đẹp, sức đề kháng tốt nên được một số dân chơi gà chọn làm cảnh. Gà cảnh có giá 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng một con, thậm chí con đẹp mã còn được khách nước ngoài trả cả chục triệu đồng. Vậy các bạn đã từng được sở hữu hay là ăn những loại gà nào kể trên? Hãy để lại bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.